đến 20 ngàn. Nhớ cho kỹ, xấu chê đừng nên chê mấy con girl đẹp, girl đẹp nhiều hàng chê quá hành chèm bẹp. Đem vô trường anh đón em về tới quận tư lấy 5 triệu đồng, về tới quận ba alo lấy 2 triệu đồng rồi mình đi vô trường 5 chai với 2 chai là 7 chai, chê có xích chê đéo đủ. Vô trường anh đây đón đưa từng ngày trên chiếc Nova với em tình cảm là 5 tiền bạc là 10. Đài Loan giàu có hơn anh, Hồng Kông giàu có hơn anh, nhưng nó sống không có lương tâm, nhưng vì nó có tiền yêu em đừng để cho em mà mượn tiền. Mượn tiền mà đéo góp là chết mẹ nha em. Cũng ngon cái này.